Trung tâm điện tử Hai Nguyễn, trung tâm audio Hai Nguyễn xin được kính chào tất cả các bác, anh, chị, các bạn và các em nhé. Trung tâm điện tử Hai Nguyễn hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu đến tất cả các bác đam mê âm thanh, yêu ca hát và thích nghe nhạc một dòng cục đẩy có tên là MA1.6 và cục đẩy thứ hai là cũng MA1.6. Thì đầu tiên là phía mặt trước của cục đẩy, các bác đã có một cái thiện cảm này. Thứ nhất là biểu tượng như của Anh Quốc rất là đẹp, cái biểu tượng em rất quen thuộc, thường là trong các cái rượu đắt tiền ấy, chi bát ấy, thì đây là cái biểu tượng. Thì cấu tạo về phía mặt trước của cục đẩy này, hai bên là hai cửa thoát khí được lồi ra trông rất là hầm hố và được sơn màu đen. Phía trong đó là được sơn là màu vàng gôn, rất là đẹp và quý phái, rất đẹp và quý phái. Và mặt nó bằng nhôm, làm bằng nhôm đúc nguyên khối, và giữa là một công tắc tắt mở nguồn bật kêu rất là thích nhé, lách cách như bản nhạc giao hưởng. Thứ hai là hai chân áp đặt theo một hàng dọc, phía trên là để chỉnh to nhỏ của kênh A và phía dưới là chỉnh to nhỏ kênh B, và tất cả chân áp này đều có những cái thông số kỹ thuật rất là rõ ràng. Thế là đèn báo nguồn là one, âm 40 decibel, đèn clip và đèn protect, tức là cái đèn là có nghĩa gì, tức là đèn báo nguồn này, đèn đây là báo tín hiệu đầu vào, đèn báo quá tải, nếu các bác đánh mà thấy cái đèn clip nháy 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 là phải giảm xuống, phải xem lại loa của mình hoặc là xem lại loa mình có lớn không, hoặc là cục đẩy có vấn đề thì đèn clip này sẽ bị báo quá tải. Thứ hai, đèn bảo vệ, khi đèn này sáng lên thì cái cục đẩy này sẽ không làm việc. Đấy, ở trên cũng vậy. Và cái chân áp này nó sẽ có một cái các cái vạch chỉ thị để hiển thị các cái mức độ mà tín hiệu âm thanh đầu vào. Ví dụ âm 40, âm 20, âm 16, nhỏ nhất âm 80, âm 40, âm 20. Tức là số âm càng to thì là càng bé, số dương càng to rồi thì đến 0 decibel. Đây là các cái vạch chỉ thị này để cho bác dùng biết căn chỉnh tầm nào là hợp lý. Đây là phía trước nó có hai cái tay sách này rất là tiện lợi, trông rất là đẹp, tay sách cục đẩy, bởi vì cục đẩy nó lặn. Bây giờ em các bác sẽ đi vào phía trong của cục đẩy, nên em sẽ đưa cho hai mẫu đẩy, nên là đẩy dày, thứ hai đẩy mỏng. Đây là về phía ngoài, còn phía trong giống hệt nhau. Em sẽ đi vào cục đẩy dày trước là MA1.6 màu vàng gôn. Đây là toàn bộ phía trong quá nhá, phía trong của cục đẩy này. Thứ nhất, cục đẩy thường thường là có cấu tạo giống nhau. Tất cả cục đẩy trên thị trường Việt Nam thì xuất phát từ Trung Quốc đều có cấu tạo giống nhau. Thứ nhất là biến áp, em sẽ sơ qua biến áp nguồn. Thứ hai là bo mạch điện tử để lắn lọc chuyển đổi từ điện AC, nhà C là điện nó không phân cực chiều nhá, sang điện DC có chiều âm và dương, âm dương. Và tiếp này là bo công suất, thì bây giờ em với bác sẽ đi vào từng khối một. Thứ nhất là về khuynh nguồn, thì cái đường kính của cái nguồn này, cái đường kính đây là dòng biến áp xuyến tức là liền, thì lõi từ nó là liền, cho nên là nó có cái tính năng là truyền tải và cảm biến cái dòng điện AC rất là tốt, tránh được dè này, sôi nhiễu và tiết kiệm điện năng, không bị tiêu hao nhiều trên lõi như giống cái lõi sắt ferrit thì lõi bằng lõi than. Thứ nhất là cái đường kính nó tầm gần 20 cm nhé, gần 20 cm. Đấy, em cứ gọi 20 cm đi, và chu vi là 60, chu vi gấp 3 lần đường kính. Tiếp theo là cái dây của nó là bác này, dây là hoàn toàn bằng đồng. Và dây này theo em biết là nó khoảng tầm 0,85 ly. Dòng dây này ngày xưa em chuyên quấn những cái máy bơm 750 đấy, một máy cama đứng của Nga. Thì đây là dòng dây đồng nguyên chất và có cái lớp EMI rất là chắc chắn. Về dây đồng là nguyên chất và cái độ cao của nó khoảng tầm chục cm. Và theo em biết được cái dòng biến áp hình xuyến này nó có khoảng tầm 2 đến 3 vòng trên một vôn, tức là
quấn ví dụ 220 thì nhân với 3, 2, 3 là 6, nó khoảng tầm 660 vòng, là khi bác cắm điện lưới vào nó đã chịu đựng rồi. Và muốn ra 1V, tức là quận biến áp thường nó có quận thứ cấp và sơ cấp. Sơ cấp là sau khi bác quấn xong thì nó cảm biến của biến áp này qua cái lõi này, lõi than này, nó ra cái số vòng, thì đấy chính là điện DC, chứ điện cách ly không bị giật. Thì đấy là khối nguồn. Đây là thông tin về nguồn, em nhìn thấy rất là đẹp. Với cái này người ta bên ngoài là một cái miếng nhựa chống cháy và được bao bọc xung quanh cái biến áp này, rất là đẹp đó nhá, rất là đẹp này, em nhỏ có xem rất là đẹp. Và bản thân biến áp là được quấn bằng lớp giấy cách điện bóng, cho nên là đảm bảo sự an toàn khi biến áp này có sự rò rỉ với điện. Và giữa là đổ bê tông và bắt một cái ốc rất là chắc chắn để giữ cho cái biến áp này nằm giữ nguyên ở trong cái khung sắt của hộp đẩy. Đây chính là thông số mọi người, thông số này. Thì đây chính là quận thứ cấp cấp điện ở đây 220V. Thì qua cái lõi hình xuyến này, lõi than đấy, cảm biến cái này nó sẽ chia rất nhiều nguồn nữa này. Thứ nhất là nguồn 22,5V AC và nguồn cộng trừ 18V, tức là nguồn đối xứng đấy. Cái này tiếp này nó có nguồn là 83V, thì trong nguồn 8V là nó xích này, từ 0V lên 48V, 0V lên 83V và từ 0V, thì chắc chắn từ 0V lên 83V là để lui mạch công suất thôi nhá. Còn các cái mức nguồn như 18V này là lui các cái mạch khích, mạch thúc ấy, hoặc là giờ le vân vân. Đây là cái thông số về nguồn. Thì thực ra cái dòng bít nát này, hai nguồn xung này, em là người đã 17 năm để chinh chiến với dòng nguồn xung và nguồn bít nát, cho nên rất là hiểu từ chân tơ kẽ tóc. Sau khi bít nát này được cảm biến qua quận thứ cấp, đây thứ cấp nhá, thì sẽ ra một dòng điện AC, tức AC là dòng điện không phân biệt chiều, thì được qua cái mạch này thì nó sẽ có, em xem nhìn cái này là nguồn nó quay xuống cho nên là không nhìn cái điếc cầu. Điếc cầu đây bác này, qua hai con điếc cầu này, đây một này, hai, được lắn lọc thành điện DC, lắn lọc mới thành điện DC nhá. Sau đó bác này được lọc bởi một tụ, hai tụ, ba tụ, bốn tụ, năm tụ, sáu tụ, bảy tụ, tám tụ. Tám tụ đồng nguồn rất là lớn, có số mi là 12.000 mifra. Đấy, rất là lớn, 8 tụ rất là lớn, cho một điện áp rất là sạch, phẳng và luôn luôn nguôi luôn một nguồn điện ổn định cho công suất làm việc. Ví dụ là sao ổn định, mà giống như là cái nguồn điện tụ nó tích ấy, thì ví dụ nó yếu phát nó xả ngay, khi nào một điện áp ra ổn định thì tụ này qua như nước ra cứ chảy bằng, cứ nó cứ chảy đều này, nhưng mà bị hẫng ở đầu cuối phát là lập tức cái tụ điện nó phóng xả ra. Luôn giữ cho cái đồ thị hàm số hình sin của điện lưới đấy chạy nó phải bằng phẳng này, điện lưới nó chạy theo hình sin này, à xoay chiều, nhưng riêng điện AC sẽ phẳng tắp từ âm xuống dương. Nó nguyên tắc của tụ phóng xả, mà tụ này là tụ 4 chân đấy nhá, 1, 2, 4. Thế nhưng 3 chân này là chân dương, còn 1 chân là chân mát, và tụ này tụ hóa là phân biệt chiều âm dương. Còn tất cả đây là bác là đi ốt nắn này, để đi ốt nắn này. Cái này là gì? Cái này cấp cho cái mạch thúc, tức là đổi dòng nhỏ, vôn thấp thì người ta dùng những diode rất là nhỏ này để cấp cho cái mạch thúc, mạch chuyển mạch này, cho giờ le này, rồi cho các cái đèn báo hiệu nguồn. Đây chính là bo nguồn này, bo nguồn, đây là bo nguồn, đây là IC truyền đảo, đây là IC con này, con LM339 này, khuếch đại tín hiệu âm thanh đầu vào này, khuếch đại âm thanh đầu vào đấy. Thì tất cả các cái rắc cắm để cấp cho bo công suất thì được hoàn toàn bằng dùng rắc kẹp nhé, bằng dùng bằng ốc và rắc kẹp rất là to, chắc chắn là có màu phân biệt là bao nhiêu vôn ở trong cái thông số của cái vỏ này người đã ghi rồi. Và hai bên là có hai dây le bảo vệ loa, tôi cho hai với công suất, không may công suất có sự cố thì lập tức hai dây le sẽ ngắt để tránh chết loa, không, tức là ngắt không cho dòng điện DC chạy ra loa. Tức là điện DC ra loa thì sẽ chết loa, còn điện AC chính là dòng điện để phát âm thanh, AC khác DC. Đây chính hai dây này bảo vệ. Và
8 tổ động nguồn thỏa mãn dư thừa cho mạch công suất. Đây về phần nguồn. Tiếp theo là về công suất đây này. Công suất bao nhiêu này? Rất là đẹp. Có thể nói nó đạt tỷ lệ đến 80%. 80% về main nguồn. Xanh lét. Đấy, xanh lét. Mới tinh. Và tất cả sò bao nhiêu này? Rất là đẹp. Sò này là sò sắt. Mexico. Sò này báo bác nhé. Cái dòng đẩy đấy. Dòng đẩy thì phải là sò xịn. Cũng giống như là những người đóng kích cá sò sắt ấy. Sò sắt mà các bác, cái dòng đẩy là các bác cho cái sò mà kích điện ấy, mà Trung Quốc bán mà kích điện từ 12V ấy thì không mà chạy được, cần đóng nó chết ngay. Phải dòng sò xịn mới chạy được, bởi vì dòng lớn, dòng lớn cho nên là những con mà không chịu được dòng cho phát lổ ngay. Đấy, dòng lớn, áp lớn. Áp lớn, điện áp ấy, lớn cho nên là phải là dòng sò xịn. Thì cái này xem bao sò này, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sò một vế nhá. Nó có hai vế này. Và hai vế này là hai vế tách biệt, để phía trên một vỉ công suất, vế dưới một vỉ công suất, là được tỏa nhiệt bằng một khối nhôm nguyên chất rất là dày. 8 sò sắt là 16 sò sắt cho hai vế. 16 sò sắt hai vế. Và dòng sò chạy được đẩy nó phải là dòng sò xịn. Chứ dòng sò không xịn không thể chạy được bác nhá. Không thể chạy được. Tiếp theo này. Nó hỗ trợ sò than. Và dòng này em thấy nó đặc biệt này, con này có bù áp nhá. Có bù áp này. Dòng có bù áp này. Thứ nhất là con này chạy 1 2 3 4 5 6 7 8 đèn MOSFET. Nó không phải chạy đèn oxy 3 mà chạy 8 đèn MOSFET để hỗ trợ cho là 8 sò sắt đánh, tức là nó có độ mềm dẻo, độ chắc. Thì sò sắt đã biết rồi, tiếng bắt đầu nó cũng chắc, uy lực và nó chuẩn, tiếng rất sạch. Thổi bánh nó chắc tiếng. Ngay cả những cái loa mà nào yếu bánh là lên hết, lên được hết. Thế đặc biệt là sò sắt. Thì ngày xưa bọn em cũng đi làm biết rồi. Em là ngày xưa chuyên cấy ghép. Thì sò sắt, một con sò sắt thì nó khỏe bằng tới 2-3 con sò Toshiba. Và đặc biệt trong MOSFET ấy, rất là khỏe. Dùng cho các tủ lạnh, có điều hòa, chỉ cần MOSFET điều khiển cả một cái lốc chạy bình thường luôn, một cái lồng quay luôn. Thì đó là đặc điểm của MOSFET. MOSFET. Và chả sứ rất là to đó, chả sứ để cấp điện và chịu được nhiệt. Cái này ngoài sử sớ còn có sử, có con chả rất là to chứ không phải chả rán, chả hỗ trợ cả chả 5 vạch và chả 4 vạch màu, 4 vạch màu con này. Đấy, con này là, như em vẫn biết là con này là 10 ohm, con này là 12k, con này 2,2k. Em đọc tí cho các bác xem này. Đấy. Con này là 100 ohm. Con này là 30 ohm. Con này là 0,22 ohm. Vân vân. Thì đối với em những cái dòng điện trở này thì rất đơn giản. Và cái dòng này các bác nhé. Linh kiện rất thông dụng. Và em thích này. Cái đèn kích. Đèn thúc con này. Đèn thúc. Rất là to. Cho nên âm thanh rất là khỏe các bác nhé. Thanh rất là khỏe. Âm thanh rất là khỏe luôn. Và được tỏa nhiệt hoàn toàn. Tất cả đèn thúc này được bắt miếng tỏa nhiệt. Đấy. Và chạy 16 sò sắt và 16 sò MOSFET. Đây chính là những con cảm biến này. Này cảm biến này. Đây một dạng cái cầu chì cảm biến ấy. Và quạt gió này ăn là 24V. Rất là to cho nên là nó đủ để làm mát cho cái khối công suất này làm việc ở công suất lớn. Đấy bác nhá, phía trong em quay mà rất là đẹp bác này, nguyên bản luôn, chưa can thiệp một vấn đề gì về vật lý, về dụng cụ sửa chữa, còn riêng nguyên bản. Và nó có bo mạch này, to nhỏ và đèn báo này, này mạch phía trước này để đặt cái chân áp to nhỏ có hai kênh. Tiếp theo về phía sau em sẽ quay phía sau bác nhá. Phía sau thì nó có hỗ trợ rắc lưu trích cho kênh A và kênh B, và có rắc kẹp dây loa. Đấy, cái cọc này giống nhau, cọc này giống nhau. Và đây là có cái công tắc, tức là chạy công tắc limit là giới hạn. Thì cái này là công tắc là cắt mát và không cắt mát, nên là nó chạy 3 mức áp là 1,5V, 1V và 0,7.
Thì em để chế độ là 1V thì nghe rất là hay hơn. Hơn là 1,5 hay 0,77. Thứ hai là nó có cái chế độ mốt đấy, đánh cho nó 8 ohm hay 4 ohm. Nếu 8 ohm bác sẽ gạt về phía 8, còn 4 mới gạt về 4. Rất là thông minh. Thứ hai có cái mốt tiếp vào cái này. Bật đai, tức là đánh chập, đánh bolo, đánh súp và gạt và đánh xít te, hai kênh độc lập. Ngoài ra nó có hai nút này. LBF, HBF, bass. Kênh B cũng vậy, LBF, HBF thì các đánh với bác gạt em về bass. Về bass. Đấy. Về LBF thì tiếng nó sẽ chỉ biết là cắt tần số cao. Thì đánh để chung cả trống và check nó hay hơn. Và hỗ trợ hai đường vào. Tức là kênh A thì có hỗ trợ bằng jack lưu trích. Này, cái và lưu trích đực. Đây cái đực hai kênh. Hai là như nhau nhé, hai là như nhau. Đấy tổng quan về cụ đẩy. Cụ đẩy thứ hai mỏng cũng vậy này, cụ đẩy cũng vậy. Cái dày mỏng như nhau này. Nếu anh nhìn nhá. Ruột gan nhau chỉ khác ở mỏng hay dày thôi. Đây. Nó không khác ở nhau một tí nào luôn. Nó là một. Nó là một. Nhưng thiết kế một cái dày và một cái mỏng. Em đang sở hữu hai dòng đẩy sò sắt. Sò sắt có tên là MA 1.6 mỏng và MA 1.6 dày. MA 1.6 mỏng là chạy đoàn MOSFET cũng 16 sò sắt và 16 sò than. Thứ hai là mỏng cũng chạy 16 sò sắt và 16 sò than. Nhưng cái này bác nhỉ chạy sò Toshiba không phải MOSFET. Đấy, không phải MOSFET. Khối nguồn như nhau, có công suất như nhau. Như nhau hết. Và được thiết kế giống hệt nhau, không gần nhau. Bác có nhu cầu về chơi dòng đẩy sò sắt tức là nó có những ưu việt khác hẳn với sò than, thì bác sẽ liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 140. Em chào các bác nhé. Em thích âm thôi nhé, sẽ âm của nó này. Để không này, đánh một đôi 725 725 GBL 725 bát 40 từ AI 100 và chiếc Ken là từ 17. Không ấy. Một cú đẩy. Test xong phần âm ứng nhé.